Thưa quý vị, Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm 5G là một trong những bệnh viện mũi nhọn điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch, mà nòng cốt là lực lượng y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103 chi viện từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu giảm đến mức thấp nhất số lượng bệnh nhân COVID tử vong, các y bác sĩ tại đây đang nỗ lực cố gắng giành lại sự sống cho từng người bệnh. Một bệnh nhân COVID-19 được chuyển đến bệnh viện 5G trong tình trạng ngừng tuần hoàn, vừa được các bác sĩ giành lại sự sống. Sau khi các bác sĩ hội chẩn, thêm một bệnh nhân nặng nữa được cứu bởi phương pháp siêu lọc máu. Mỗi ngày bình thường tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm 5G là những cuộc giằng co quyết liệt giành lại sự sống cho bệnh nhân giữa các y bác sĩ điều dưỡng với dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi làm việc 200-300% công suất, nghĩa là liên tục. Vừa đảm nhiệm nhiệm vụ mà cấp cứu bệnh nhân vào viện, tiếp đón bệnh nhân vào viện, vừa chăm sóc các bệnh nhân nặng và đặc biệt là có những bệnh nhân diễn biến nặng thậm chí ngừng tim, phải cấp cứu ép tim. Chỉ sau 8 ngày chính thức tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm 5G đã có hơn 200 bệnh nhân nặng nhập viện, trong đó có gần 50 ca rất nặng. Số lượng và mức độ nghiêm trọng của các ca bệnh khiến những bác sĩ đã có kinh nghiệm điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Giang như Đại úy Nguyễn Minh Nam cũng có đôi chút lo lắng, dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Cái diễn biến của COVID nó diễn biến quá nhanh, quá nguy hiểm. Chúng tôi cũng gặp rất nhiều các trường hợp mặc dù là trẻ tuổi, nhưng mà cái có thể là bệnh nhân các triệu chứng lâm sàng lúc vào viện thì nó chỉ ở mức độ nặng, nhưng cái diễn biến đến nguy kịch thì nó diễn ra chỉ trong có vòng vài tiếng. Giúp bệnh nhân vượt qua được bệnh tật không chỉ có các thủ thuật y tế mà các liệu pháp và tinh thần là hết sức quan trọng. Điều này đòi hỏi các y bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện phải có sự chuẩn bị chu đáo cả về tâm thế và tâm lý. Là điều trị bệnh nhân COVID nặng thì nó khác hẳn là điều trị với các bệnh nhân COVID nhẹ hoặc vừa ở các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm khác. Ở đây thì mức độ mà bệnh nhân nặng có thể tử vong sẽ cao hơn rất nhiều so với các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm khác, cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái tâm lý cũng như là cái sức khỏe của cán bộ nhân viên. Cho nên cái này phải được quán triệt ngay từ đầu, ngay từ khi từ bệnh viện 303 vào đây sau một tuần chuẩn bị quán triệt tiếp. Hơn một tuần điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng, đã có 8 bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch, ổn định và được chuyển về khoa bệnh nhân vừa. Với bệnh nhân này là trường hợp mới nhất được các bác sĩ cứu khỏi cửa tử. Vài ngày trước, anh còn trong tình trạng mắc COVID-19 nặng với rất nhiều bệnh lý nền. Còn nay, anh đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời, tự hít thở không khí trong lành và mong ngày gần nhất được về với gia đình. Vâng, thưa quý vị, ấn tượng với Tường Vi khi xem xong phóng sự vừa rồi là đội ngũ y bác sĩ trong cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Dù là rất căng thẳng, áp lực, nhưng mà không ai tỏ ra mệt mỏi mà cùng động viên nhau cố gắng với những câu lệnh dứt khoát mạnh mẽ. Còn tôi thì cảm nhận được tình người dung dị, sự bao dung ấm áp và những phút giây cảm thông nhau giữa mỗi thành viên trong đoàn y bác sĩ vào chi viện cho tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, chỉ vì mục đích tối thượng đó là phục vụ người bệnh được tốt hơn vượt qua cơn đại dịch này.